Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một mâm bánh xèo khổng lồ. Và trước tiên các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh giùm mình nha. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Là bột nha các bạn, bột đã pha rồi. Đây là mẹ mình đỡ thêm nước cốt dừa với lại nghệ cho nó thêm cái độ đậm đà nha các bạn. Rồi bây giờ mẹ của mình sẽ đổ bánh xèo nha các bạn. Đầu tiên là pha khuôn trước đã. Đó. Xèo, người ta gọi là bánh xèo. Đây, vàng tươi nha các bạn. Chờ cho nó hơi vàng vỏ cái là mình để nhân vô nha. Đó, làm bằng bếp củi là bao ngon luôn. Nếu mà đã vàng rồi mình thì mà để nhân vô nha các bạn. Mẹ mình để nhân vô. Đó. Này. Này thịt với là tép nha các bạn. Đó, chuẩn bị ra lò nha. Đây, một mâm đây. Mâm bánh xèo của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Và bây giờ mình hãy thưởng thức ra nào. Băng đá ăn cho nó mát nha các bạn. Ê, bây giờ mình phải đi rửa tay bằng nước tẩy xà bông các kiểu cho nó sạch vi khuẩn rồi mình ăn nha các bạn. Bây giờ mình ăn thôi nha các bạn. À, các bạn có biết sao ngày hôm nay sâu quảng cáo màu vàng không? Y màu vàng giống bánh xèo đó. Rồi, mình ăn thôi nha. Cái này không biết ăn hết không nữa. Thôi kệ, ăn tới đâu thì tới. Ê, mình cho một chút keo vào nha. Ê, một tí xíu da rau nhân với là tép với lại thịt. Rồi chấm nước mắm chua ngọt thì hết sảy. Quên mời các bạn nữa, mời các bạn nha. Bánh xèo á thì rất là giòn, vỏ rất là giòn luôn á. Rồi nhân thì vừa ăn độ giòn là các kiểu là té ngon. Chấm với nước mắm chua ngọt thì rất là ngon. Không phải là mình PR cho món bánh xèo của mẹ mình làm đâu nha. À, có sao mình nói vậy. Thì còn miếng nữa nha. Hôm nay là cuối tuần nên là mình để ra cái mâm cho nó bự chơi. Mai mình đi học rồi. Ngon quá. Lâu lắm rồi mình mới được ăn bánh xèo á. Mình cho một chút lá xài nha các bạn. Mình có hết lá xài với lại lá xài non với lại bánh xèo chua chua. Cho một xíu gặp thơm. Mình ăn chó nó ngồi giờ mà.
mấy bữa nay bị bệnh nó môi bị nứt ra, ăn cái này có cái mắm nó chua nó mặn lắm, dính môi gáp lắm. Ăn có con cá nó hết nổi nhìn thôi ra. Con cá này nó bự lắm, mẹ con chiên mà nó chả bự á. Để bữa nào mình rảnh mình sẽ ra đồng nha các bạn, mình sẽ quay ở ngoài đồng cho các bạn xem nha. Mình sẽ đi đồng cái ra ruộng. Rồi 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 rồi. Đó mẹ hàng lắm rồi. Cho ăn miếng. Hết nở rồi các bạn ơi. Mình đã cố gắng nhưng chỉ ăn được một cái trong một cái mâm khổng lồ như vậy. Các bạn đừng nói mà ăn bóc vậy là mất vệ sinh nha, cái mà ăn bánh xèo bóc vậy nó mới ngon á, chứ mà cầm đũa ăn khó ăn lắm. Hồi nãy trước khi ăn mình đã rửa tay bằng xà bông nước tẩy hay các kiểu rồi nên là không có sợ nữa. Chi 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 bữa dễ hả? Rồi chắc mình xin kết thúc video tại đây quá, giờ mình ăn hết nổi, ăn nhiều quá mai chắc đi học cũng được luôn á. Rồi các bạn nào thấy hay thì hãy nhấn like và share cho mình nha. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào cái chuông để xem thông báo những video mới nhất của mình nha.